Xin mến chào các bạn. Phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nhân tiêu online để các bạn kiểm tra nhanh hàng loạt cấu kiện thanh kéo nén lương tâm. Những cái dạng này thường hay gặp trong bài toán dạng thép các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái đường link, chúng ta dán vào trong một cái trình duyệt, chúng ta tab trình duyệt ở cái mục là kiểm tra hàng loạt cấu kiện thanh kéo nén lương tâm liên kết sắt 2000. Rồi sau đó chúng ta xóa dữ liệu cũ của họ đi, chúng ta kích vào cái nút ở trên cùng này các bạn, cái biểu tượng góc 1/4 ở bên trái và phía trên này các bạn, chúng ta xóa đi, xóa dữ liệu cũ của họ. Sau đó chúng ta mới mở cái mô hình sắp 2000 của chúng ta lên. Rồi bây giờ chúng ta cần kiểm tra thì ở đây á, em đang sẽ kiểm tra cả cái dàn này, do đó cho nên đầu tiên chúng ta chọn đơn vị là tấn mét. Sau đó chúng ta chọn tất cả cấu kiện của dàn này. Được chưa? Rồi. Ok. Sau đó chúng ta sẽ vào file chọn Xbox nha các bạn. Chọn Excel. Sau đó chúng ta cũng chọn các trường hợp tải cần kiểm tra. Các tổ hợp tải cần kiểm tra các bạn. Sau đó chúng ta chọn là Element Output, chọn Element Full Screen. Rồi ở đây mình sẽ ghi là dạng thép chẳng hạn. Rồi mình lưu tạm desktop nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ mở file dạng thép lên, mình bấm Ctrl A, Ctrl C, mình qua đây mình chọn cái ô đầu tiên này, mình Ctrl V nha các bạn. Rồi sau khi mình run V xong rồi á thì mình sẽ qua chiếc section này. Được chưa? Section này. Đó. Sau khi các bạn đã copy cái bản hồi lực dán của bên này, bên cái sheet element full frame này đó, thì bên cái sheet section đó các bạn nó sẽ liệt kê các cái thanh, thì các bạn sẽ dựa vào các cái thanh này, cái tên của nó đó thì sẽ được đánh giống với cái tên trong sắp 2000 nha, nó lấy từ sắp 2000 qua. Bây giờ mình sẽ chia cửa sổ này làm hai cho nó dễ. Option window 2, add một cái section window nữa, bên này mình để cái tên. Rồi mình bật cái tên lên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra thử nè, tiết diện thế nào nè. Cái này phải nhập đó các bạn, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 1 2 3. Rồi thì những cái thanh này là thanh 48 dài mấy ly đây, dài ly 4. Như vậy thì mình coi thử tiết diện thanh 48. Mình đang sử dụng thép hộp đó các bạn. Rồi như vậy là diện tích là 3.28. Bán kính quán tính nhỏ nhất là bao nhiêu ha? 1.71. Rồi giờ tính toán trong mặt phẳng và mặt phẳng thì cái này cũng có khác nhau. Thôi mình lấy gần đúng là bằng chiều dài thanh. Bằng chiều dài thanh. Thanh số 1. Rồi tương tự như vậy thanh số 2.
Hầu như những cái thanh dưới này chỉ có ba cái thanh còn lại thôi, còn những thanh dưới này đó thì cái diện tích với bán kính vuông tính nó bằng nhau, chia đến toán thì nó khác 192, 195, 197. 192, 195, 197 thì sử dụng phép 6 x 12, 6 x 12 đúng không, là 7.04 và 2.56. Rồi đó, chị ra tính toán thì giờ tính toán thì các bạn để ý nha. Về tính toán thì đối với lại là cái thanh thanh bụng á, thì các bạn thể lấy gần đúng á bằng chiều dài thanh bụng như các bạn. Còn đối với thanh cánh trên, thanh cánh dưới đó thì chúng ta lấy bằng khoảng cách giữa hai cái điểm dài. Rồi thì ở đây em đi sẽ sơ bộ gần đúng nha cho nó nhanh cái ví dụ này. Rồi ở đây thanh số 1 là ok rồi nè. Thanh số 1, rồi thanh số 2. Thanh số 2 thì nó 0.56. Đó, tương tự lại các bạn. Mấy thanh khác còn lại tương tự nha. Rồi thanh 100, thanh 195 á thì nó sẽ bằng khoảng cách lớn nhất giữa các điểm dằn. Thì đối với cái dằn chúng ta lấy gần đúng là điểm dằn, ngoài mặt phẳng là các điểm Sài Gòn. Còn đối với lại là trong mặt phẳng chịu á thì bằng lấy xa nhất giữa hai cái điểm của cái thanh bụng. Được chưa? Thì ở đây thì mình lấy bằng cái đoạn này. Được chưa? Đó, bằng cái đoạn này. Bởi vì là cái khoảng cách của cái xà gồ đó nó sẽ nhỏ hơn cái này mà, thì mình cho nên mình sẽ lấy cái này là cái lớn hơn. Được chưa? Rồi, các bạn hiểu ý không? Rồi. Ok. Thì cái này khoảng cỡ 2 mét mốt. Kỹ vậy nha các bạn. Rồi mình cho rằng mà hiểu lầm như vậy nha. Rồi sau khi mình nhập về tính toán xong rồi đó thì nó sẽ có cái sức kết quả này. Thì sức kết quả này nó sẽ tự động, nó sẽ tính toán kiểm tra và nó báo kết quả là đạt hay không đạt. Đây, được chưa? Rồi chúng ta chỉ có thể tải về hoặc là chúng ta in trực tiếp cũng được. Rồi như vậy là đơn giản thôi các bạn, kiểm tra thanh dài.